Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cầm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 111 Đại nhân, rõ ràng chữ viết này giống hệt của quý thị, chắc chắn là nàng tự tay viết. Quản sự vẫn còn muốn phân biệt thêm, nhưng thái thú đã cầm lá thư và ném nó trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Giả sử lá thư này đúng là của quý thị viết, Người có chứng cứ nào chứng minh nàng cấu kết với giặc cướp không? Theo hồ sơ của Phủ Hỗ Châu ghi lại, việc tàu chìm hoàn toàn là do va phải đá ngầm, không phải bị đục thủng bởi vũ khí sắc bén. Chẳng lẽ giặc cướp sông Trường Giang có thể nâng tảng đá ngàn cân dưới đáy nước để ném vào tàu sao? Thật là chuyện bịa đặt, vu cáo người lương thiện, người nghĩ đó là tội gì? Thuyền không phải do giặc nước đục chìm sao? Quản sự lúc này mới hiểu rõ sự thật từ hồ sơ điều tra trong lòng thầm mắng vài tiếng tiện tỳ hắn là người biết cách nói chuyện nếu không đã không được nghĩa xuyên nam phái đến đây quản sự liếc mắt rồi kêu lên đại nhân thị tỳ bên cạnh phu nhân nhà ta là nhân chứng đại nhân hôm nay nhị thứ thăng đường sao không để nàng ra mặt nói rõ sự việc có lẽ giặc nước đá lên thuyền cướp bóc khiến người trèo thuyền hoảng loạn rồi thuyền mới mất lái và va phải đá ngầm chìm đắm lang quân nhà ta là người họ lý có tước vị trong người đại nhân cần phải rõ điều này, không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của quý tử thị. Ngươi là ai mà dám dạy đời bổn quan, đánh mười roi. Thái thu nhớ lại năm đó quý tử thị, hiện giờ đang quỳ gối dưới đường nghe thẩm án, trong lòng thỏa mãn hơn cả số tiền 500 quán mà Nghĩa Xuyên Nam đã đưa. Ở địa bàn của mình, còn bị Nghĩa Xuyên Nam ở xa trường An mang ra áp chế, thái thú lập tức nổi giận, trực tiếp ném cây ký phê ra ngoài. Khi ký phê vừa ra, Nhà dịch cầm lấy cây trúc trên bảng, không nói lời nào, liền đánh quản sự 10 roi. Dù gì cũng đã nhận 500 quán, đánh hai roi, thái thu liếc mắt ra hiểu, nhà dịch hiểu ý, tay đánh cũng không nặng, nhưng sau 10 roi, mặt quản sự sưng lên như bánh bao trong lồng hấp, đỏ rực đứng dậy. Thái thú lúc này mới xoa huyệt Thái Dương thở dài nói. Bổn quan cũng muốn đưa thị tỷ kia ra để đối chất. Đáng tiếc thay, nàng tối hôm qua đã treo cổ tự tử trong lao bổn quan cùng khám nghiệm tử thi bận rộn cả đêm, kết luận rằng nàng vu cáo không thành nên sợ hãi mà tự sát. Tốt lắm, án này đến đây đã gió chân tướng. Phu nhân nghĩa xuyên đi thuyền trong mưa gió, và phải đá ngầm khiến thuyền chìm, mất mạng. Thị tỷ kia biết bơi, bỏ chạy bỏ chủ. Vu cáo không thành nên tự sát vì sợ hãi. Vật chứng không cần xét, nhân chứng đã mất. Bổn quan phán định quý thị vô tội. Vụ án kết thúc người làm chứng quan trọng nhất lại tự tử tối hôm qua sao? Cả bốn bậc phụ mẫu đều ngỡ ngàng. Tối hôm qua, quý anh anh không khỏi nhớ tới thịnh lang quân. Chẳng phải hắn muốn dùng vụ án này để gây khó dễ cho quý gia sao? Không, không phải hắn. Nhưng hắn đã nói rằng, thị tỷ kia đang trong tay hắn. Nếu hắn làm, tại sao hắn lại muốn giúp quý gia? Chẳng lẽ là thạch tổng quân, anh của Dương Phu Nhân? Hắn là trợ thủ đắc lực của thái thú việc ra vào đại lao rất thuận tiện. Dương gia vì mình mà không tiếc giết người sao? Không, dương gia sẽ không liều mạng nguy hiểm như vậy. Liệu thật sự là thị Tỳ kia biết vô cáo không thành nên tự sát? Trong đầu quý anh anh có nhiều suy đoán nhưng đều trở nên dối rắm không tìm được đầu mối. Không quan trọng, dù sao nhà mình vô tội, quý anh anh hô lớn. Đại nhân sáng suốt, ta ơn đại nhân đã làm rõ sai trái. Quý thị và quý diệu đình cũng sừng sốt rồi hô lên cảm ơn trời xanh, hướng về thái thú đại nhân hành lễ. Thái thú hài lòng sở dâu, nhiều phó đồ đốc muốn hắn buộc tội quý thị, phủ đồ đốc phái quản sự đến, thái độ rất kiêu ngạo. Thạch tổng quân tối qua đã đưa trăm lượng vàng thỏi, thái thú nghĩ thầm, bồn quan là quan văn, không thể bị chi phối bởi tiền tài, không đáng để võ tướng nhỏ bé này điều khiển. Hắn đứng dậy, đang định tuyên bố kết thúc quản sự của nam tước phủ không màng cơn đau ở quay hàm, lớn tiếng kêu lên. Đại nhân, xin hãy đòi lại văn khế dinh thự và cửa hàng từ quý thị. Thái thú chậm rãi nói. Nếu nhà ngươi có thể đưa ra chứng cứ, chứng minh rằng phu nhân nghĩa xuyên không thiếu tiền của quý gia, bổn quan sẽ ra lệnh cho quý thị trả lại văn khế cho nam tước phủ. Quản sự ngần người, trước đây, hắn đã tường trình sự việc trên công đường với nửa thật nửa giả từ tam nương chỉ có một con gái là yến nương chuẩn bị đồ cưới thiếp sinh nhiều con kế thất cũng vậy từ tam nương một lòng lo cho mình và con gái muốn biến cửa hàng quý giá nhất ở chợ phía đông thành của hồi môn cho con gái âm thầm giữ trong tay mình khi già đi nếu con vợ kế không hiếu thuận bà vẫn có cửa hàng để an hưởng tuổi già bà lấy khế ước cửa hàng ra nhưng bị nghĩa xuyên nam phát hiện hai người cãi nhau dữ dội Nghĩa Xuyên Nam tức giận đến mức muốn ly hôn, Thịnh Lang Quân tìm gặp Từ Tam Nương lúc đó, Từ Tam Nương tham lợi, nếu làm thì làm cho đến cùng, chỉ mang theo thị nữ, trộm khế ước, nhà cửa và cửa hàng, được Thịnh Lang Quân sắp xếp người đưa tới phủ Ích Châu. Việc này chỉ nói với con gái Yến Nương và mơ hồ nói rằng đi tìm quý thị để buôn bán tơ lụa ở Trường An kiếm tiền. Đến khi xảy ra chuyện, Nghĩa Xuyên Nam vẫn không hiểu rõ đúng lúc thị tỷ kia bị phát hiện và đưa về phủ, nghĩa xuyên nam dù sao cũng đã cùng từ tam nương làm phu thê nửa đời, căm hận quý thị ác độc. Chủ yếu là muốn đòi lại văn khế từ tay quý thị. Hắn tìm thợ giỏi giả mạo chữ viết, dùng những câu thơ quý thị đã viết, chế tạo phong thư giả. Quản sự mặt sưng đỏ kêu lên. Đại nhân, nếu phu nhân nhà ta đã cầm cố tài sản cho quý tử thị, xin nàng đưa ra giấy cam kết để kiểm tra yêu cầu này cũng không quá đáng. Từ tam nương ngay cả thi thể cũng không tìm được, hai bản cam kết tìm thấy cũng bị nước ngâm thành bột giấy. Thái thú lại ngồi xuống, nhìn về phía quý thị. Đại nhân, lúc trước thấy muội muội đáng thương, ta cho nàng mang hai ngàn tấm lụa trắng đi bán. Vì không có tiền, nàng đã đặt tòa nhà và cửa hàng làm bảo đảm. Không có viết cam kết, ta cũng không có ý định lấy dinh thự và cửa hàng của Nam Tước Phủ. Thiếp đã mang đến, xin đại nhân trả lại quý thị hoàn toàn không nghĩ chiếm lợi từ việc này cũng không muốn dính líu gì đến nghĩa xuyên nam tước vị phủ dứt khoát xin trả khế ước thái thú không nhịn được hỏi ngươi không muốn nghĩa xuyên nam tước vị phủ trả lại hai tấm lụa trắng cùng tiền bạc sao quý thị lắc đầu muội muội ta vì lợi nhuận mà bôn ba mấy trăm dặm cuối cùng mất mạng vì hai tấm lụa này nhưng nghĩa xuyên nam dường như không hiểu lý do buôn bán này dân phụ sức khỏe không tốt thật sự không thể đến Trường An để kiện tụng. Vụ án đến đây là kết thúc, mọi người đều hài lòng. Sau khi tiễn quý thị đi, thái thú trở về sau nha, than thở không ngừng. Phụ tá thắc mắc. Đại nhân, vì sao lại thở dài? Thái thú chỉ vào khoảng trống sau nha và nói. Phó ích một năm quá thừa, bên trong không ai xử lý. Phụ tá nghe vậy liền hiểu ý, cười nói. Đại nhân nên tiến thêm bước nữa. Không được đâu. Thái thú vẫn lắc đầu, phụ tá nghĩ thầm, chẳng lẽ ta đoán sai, ánh mắt đại nhân nhìn quả phụ quý rõ ràng có điều khác lạ. Thái thú nắm tay cắn răng, tòa nhà của nghĩa xuyên nam tước vì phủ không lớn nhưng ở vị trí tốt, còn có cửa hàng ở chợ phía đông, mỗi ngày kiếm được vàng. Bổn quan gật đầu một cái, liền tất cả thuộc về nàng, tương lai tất cả đều là của bổn quan. Nàng lại không cần, cưới một người phụ nữ như vậy có ích lợi gì chứ? Ai Phụ tá chương 112 Vụ án của quý gia đã gây chấn động khắp vùng Tam Đạo Yền. Mọi người đều tò mò. Họ biết rằng việc bà quý giữ mình tiết hạnh không dễ dàng gì nên có người bàn tán rằng bà ấy giả nhân giả nghĩa. Nhưng cũng có người đứng ra bảo vệ cho rằng bà quý vô tội. Chu Nhị Lang là người ngay thẳng nhất trong vùng. Quý Đại Lang, người luôn thật thà và chăm chỉ, không phải giả vờ đâu nhà ông ta thiếu nợ đến nỗi phải giúp cả gì của mình. Một người như thế sao có thể âm mưu chiếm đoạt gia sản của gì mình được? Gia đình ông ta còn chưa từng ra khỏi phủ Ích Châu, làm sao có thể nhận ra bọn cướp trên sông Trường Giang? Thái thú đại nhân chắc chắn đã nhìn rõ mọi việc, hôm nay ông ấy sẽ tuyên bố quý gia vô tội. Anh ta cùng bạn bè uống rượu ở tiểu lâu, giọng nói vang dội, ồn ào khắp cả tiểu lâu. Người của triệu gia, kẻ tung ra lời đồn, rất bất mãn và chế giễu ngay tại chỗ. Ai mà không biết ngươi, Chu Nhị Lang, để ý đến nhị nương của quý gia. Người ta có đồng ý gả nhị nương cho ngươi không mà ngươi lại nói giúp quý gia như vậy? Câu nói đó như dao đâm vào tim Chu Nhị Lang, anh ta, người vẫn còn độc thân, cười lớn và nói: "Đúng, quý gia không để mắt tới ta, Chu Nhị Lang. Nhưng không lẽ vì thế mà ta không được nói sự thật?" Người kia còn định nói tiếp, thì một người khác chạy vào tiểu lâu. Anh ta đi thẳng đến bàn của Chu Nhị Lang, nâm một chén rượu nóng uống, thở phì phò và cười nói: Thái thú đại nhân đã tuyên bố Quý gia vô tội, là tên thủy thủ thật sự đã bỏ rơi chủ và vu khống Quý gia để giữ mạng sống. Chu Nhị Lang cười ha ha. Cảm ơn ngươi, huynh đệ. Hôm nay rượu ta bao hết. Trong tiếng hoan hô và cười nói, người của Triệu gia lặng lẽ rời khỏi tiểu lâu. Trong góc có một người khác với vẻ mặt đầy vui mừng cũng lặng lẽ rời đi người đó đi thẳng đến dinh thự của trương viên ngoại vừa vào cửa đã hô lớn viên ngoại tin vui đấy chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là con gái trương tứ nương kết hôn nhưng quý gia lại dính vào vụ án gia đình trương viên ngoại như bị mây đen che phủ nếu trương gia từ hôn lúc này sẽ bị người ta chỉ trích là nhẫn tâm trong hoàn cảnh này nhà ai còn dám kết thân với trương gia nếu không từ hôn, lại lo lắng con gái bị khổ. Trương viên ngoại tin tưởng vào nhân phẩm của quý gia, nên mới đồng ý gả con. Những ngày này ông khổ sở và lo lắng, nhưng cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Khi tin tức từ quan phủ vừa ra, người của trương gia liền nhanh chóng từ trong thành về báo tin. Trương viên ngoại vui mừng hô lớn. Thưởng. Rồi dặn dò quản gia chuẩn bị rượu mon để gửi đến quý gia an ủi. Ông vội vã đi vào hậu viện, gặp phu nhân và con gái, cả hai đều đã biết tin và cười rạng rỡ trương viên ngoại cũng vui vẻ xoa tay. Chỉ chờ ngoại quý Đại lang đến đón dâu thôi. Bà ngô ma ma dẫn theo các vú già và tỷ nữ ra cửa lớn đón chủ nhân về nhà. Khi thấy xe ngựa lái vào ngõ hẻm, bà liền chỉ vào cửa phòng, bảo người làm chuẩn bị pháo. Pháo nổ đùng đùng vang lên, gió rét cũng không làm giảm không khí vui tươi. Mưa tuyết bay tán loạn, mùa đông bỗng trở nên ấm áp hơn với niềm vui mừng. Về đến nhà không lâu, rượu an ủi của Trương gia cũng được gửi đến. Bà Quý thở phào nhẹ nhõm, trước đó vì Trương gia không có phản ứng gì, bà lo lắng họ sẽ từ hôn. Khi thấy rượu an ủi được gửi đến, bà dặn người làm phong bao lì xì 500 đồng tiền cho người đưa rượu. Vụ án đã được giải quyết, niềm vui của con trai lại đến quý gia cần phải xua tan hết vận xui. Bà quý vui mừng nói. Gọi bà Điền chuẩn bị một nồi lẩu, mọi người cùng ăn trưa để ấm bụng và xua tan cái lạnh. Nồi lẩu được làm bằng đồng, nấu bằng nước hầm từ xương và gà mẻ. Thịt dê được thái lát mỏng, đến mức có thể nhìn xuyên qua. Bà Điền chuẩn bị đồ nhúng như cá tươi, đậu nành tương và trao nấm tự làm. Mùi vị thơm ngon, tươi mới, trong trời mưa tuyết, ăn món này vừa ấm bụng vừa xua tan cây lạnh, không gì thích hợp hơn. Sáng sớm, họ dậy sớm để đi quan phủ, trở về nhà ăn lẩu, cả ba người trong quý gia đều cảm thấy hạnh phúc. Sau nhiều chuyện xảy ra, quý anh anh có thêm những suy nghĩ mới về hôn nhân và hạnh phúc. Nàng nhớ lại lần trước giả bệnh, Dương Tĩnh Uyên đã lo lắng cho nàng, đến mức chạy đi mua cháo cá chích. Điều này làm nàng có một chút hy vọng về tương lai nàng bắt đầu mong gặp lại Dương Tĩnh Nguyên, có lẽ khi biết về hôn sự, hắn sẽ rất vui mừng. Nghĩ đến đây, mặt nàng không khỏi đỏ lên. Lúc này, bà ngô ma ma cười và báo. Phu nhân, người của Dương Gia đã đến. Đang lúc nghĩ đến Dương Tĩnh Nguyên, người của Dương Gia đã đến. Mặt quý anh anh nóng bừng, nàng đặt đũa xuống và nói. Mẹ, anh, con ăn xong rồi, con về phòng trước dù rằng đã dùng cuộc hôn nhân này để đổi lấy sự ủng hộ của dương gia giúp quý gia vượt qua khó khăn điều bà lo lắng nhất là con gái mình không vui vẻ khi thấy con gái có vẻ ngượng ngùng bà quý mới yên tâm con vào trong phòng nghỉ ngơi đi bà dương thạch hiểu rõ yêu cầu này quý anh anh gả đi để giúp dương gia phát triển bà quý cũng không xem hôn sự này như hôn sự bình thường mà rất coi trọng để con gái lắng nghe nhiều hơn những lời của người dương gia hiểu rõ Dương Gia là rất cần thiết. Quý anh anh không phản đối, vào phòng nhưng lắng nghe những gì đang được nói bên ngoài. Quý Diệu Đình muốn đi cùng Quý Gia để bàn việc thu xếp phường nhuộm bắt đầu công việc, cũng cáo từ rời đi. Đến tiếp theo là bà Trần Ma Ma, giống như người Trương Gia, bà mang đến một gánh rượu xuân an ủi. Vào cửa, bà khom người chào Quý Thị rồi cười nói. Phu nhân biết rằng Thái Thú Đại Nhân đã phán Quý Gia vô tội nên rất vui mừng. Nô tỳ đến báo tin vui cho phu nhân. Mama vất vả rồi, mời ngồi đi. Từ trong thành chạy đến, đã dùng cơm chưa chưa? Quý thị mỉm cười hỏi. Trần Mama cảm thấy ấm áp trong lòng, cười nói: cảm ơn phu nhân quan tâm. Nô tỳ đã dùng cơm rồi mới lên đường. Bà ấy ngồi xuống bên cạnh, nhìn quanh hai bên. Quý thị hiểu và nhẹ nhàng nói: Lý và Ngô Mama đều là của hồi môn của ta. Mama không ngại nói thẳng ma Mama tự giác lui ra cửa, đuổi các tiểu nha đầu đang phục vụ trà ra ngoài. "Quý phu nhân, hôm nay trên công đường có cảm thấy gì kỳ lạ không?" Trần Mama cười nhẹ và hỏi nhỏ. "Quý thị do dự nói, chẳng lẽ việc nữ tỷ tự sát có điều gì kỳ lạ?" "Không chỉ là kỳ lạ đâu." Bà Dương Thạch đã nhờ anh trai mình đến gặp Thái thú. Thạch tổng quân đã xem hồ sơ ở phủ hộ Châu, biết rằng thuyền bị va phải đá ngầm và chìm các thi thể người chèo thuyền đều chết đuối, không có gì bất thường. Đây là chứng cứ có lợi nhất cho quý gia. Ông ta đã gặp nữ tù nhân, nghĩ rằng có thể dọa nàng ta để nàng ta khai thật. Nhưng không ngờ, nữ tù vẫn khẳng định. Ngày đó, khi thuyền đi vào sông, trời bỗng nhiên đổ mưa lớn. Người chèo thuyền không thể cập bờ ngay. Phu nhân và tôi đều rất sợ hãi. Phu nhân sai tôi đi hỏi thăm chủ thuyền. Chủ thuyền nói rằng hắn đã trải qua nhiều cơn sóng to gió lớn, sau khi vượt qua bãi cát này sẽ tìm được nơi cập bờ khi tôi trở về tôi thấy một cái bóng đen từ phòng phu nhân chạy ra và nhảy xuống sông tôi vào phòng thì thấy phu nhân đang nằm ngủ rất lạ vì phu nhân luôn lo lắng sao lại ngủ được chỉ trong một nén hương tôi vừa chạm vào phu nhân thì thấy bà ấy không còn hơi thở tôi sợ hãi đầu óc trống rỗng ngay sau đó thuyền va phải đá và bị lật phu nhân để vàng dưới gối khi thuyền lật vàng lăn đến chân tôi tôi tham lam cầm lấy giờ thì không biết giải thích ra sao thạch tổng quân đe dọa nhiều lần nhưng nàng ta vẫn không thay đổi lời khai ai ngờ đến tối hôm qua có tin nữ tù đã thắt cổ tự sát thạch tổng quân vẫn tin rằng nữ tù có ý chí sinh tồn mạnh mẽ sẽ không tự sát vô lý như vậy bà dương thạch nghĩ rằng có người khác đang âm thầm giúp đỡ quý gia việc này vượt qua sự hiểu biết của anh trai bà nên bà cho trần ma ma đến hỏi thăm trước khi thấy quý thị cũng đầy vẻ nghi ngờ, trần mama càng chắc chắn rằng quý gia không thể làm được việc lớn như vậy và quý thị cũng không hay biết gì. nếu nghĩ theo hướng tốt, có lẽ nữ tù đã tuyệt vọng vì bị thạch tổng quân đe dọa, không thể chứng minh mình vô tội, nên chọn cách tự sát vì sợ hãi. nếu không phải như vậy, thì có người đang âm thầm chú ý đến vụ án này. quý thị suy nghĩ rất rõ ràng. trước mắt việc nữ tù tự sát là tốt cho quý gia. Về sau có biến cố gì, đều là chuyện của quý gia, tuyệt đối không liên quan đến Dương gia. Xin Dương phu nhân yên tâm. Được quý thị bảo đảm, Trần Mama vui mừng ra mặt, đứng dậy cáo từ. Quý anh anh vén rèm lên, lòng vẫn còn cảm giác kỳ lạ không thể xua tan. Mẹ, con cảm thấy chuyện này có liên quan đến nhà họ Triệu và nhà họ Nghiêu. Nhà họ Triệu sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, không chừng họ lại âm mưu gì đó mà chúng ta không nhận ra tương lai có thể lợi dụng vụ án này để gây dối thêm anh anh đừng vội chuyện tương lai để tương lai tính nước tới thì lấy đất ngăn binh tới thì tướng đỡ cần gì lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra quý anh anh mỉm cười mẹ nói đúng chúng ta bây giờ nên lo cho đám cưới của anh trai trước nhà mình sẽ ngày càng tốt hơn còn nợ nhà họ triệu thì trả sớm cho xong không muốn dính dáng gì đến họ nữa quý thị gật đầu ngày mai bảo anh trai con đi Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 113. Không khí vui mừng của quý gia có thể cảm nhận được dù cách một con phố. Bên ngoài bích thủy viên, lá sen trong hồ đã heo úa, làm người nhìn cảm thấy lạnh lẽo hơn. Nhiều ngũ nương không phải là người thích khắt khe với thuộc hạ của mình. Năm nay công việc khai thác đất không thành, công việc bị đình trệ, tiền bạc và than củi không đủ để duy trì dù sao thì sinh lễ của triệu gia rất phong phú nàng đã chi ra một khoản lớn riêng tư để bảo người đi mua trong phòng chậu than đốt liên tục ngày đêm làm cho căn phòng luôn ấm áp như mùa xuân nhiều ngũ nương chỉ quan tâm đến bích thủy viên ngay cả hồi môn của nàng cũng không để cho các nha đầu bị lạnh mua vài xe ngựa than nhưng không cân nặng nào được đưa đến nguyệt cầm đường nhiều ngũ nương tỏ vẻ một chút tự mình mua than và đưa một ít đến triệu thân thị trong lòng cũng thấy an lòng. Làm gì có chuyện con dâu tự mình hưởng lạc mà không hiếu kính cha mẹ chồng. Triệu thân thị tức giận không chịu được. Nàng là Bồ Tát, được mọi người tôn kính. Triệu thân thị liên tục nghĩ về những lời này để tự mình chịu đựng. Nói lý ra khó tránh khỏi việc oán giận trưởng phu và con trai. Mỗi khi nói nhiều, triệu tu duyên nhìn như ngũ nương lại càng thêm chán ghét hắn giống như một con kiến bò vào nồi gang nóng bỏng vô ích. Định bò đến khối thịt nhưng chưa ăn được thì nồi đã cháy, trong lúc đó không thể bò ra, bực bội không chịu nồi. Không phải vì thái thú đại nhân không dám há miệng trước mặt cha ngươi sao? Thái thú cũng không nghe lời cha ngươi, xử tử quý thị. Người dương gia nâng ly rượu an ủi đến quý gia. Đường đường là đại tướng quân tam phẩm, nhưng chỉ ghi lại việc tổng quân của năm sáu phẩm. Hờ Triệu tu duyên liên tiếp nói lời mỉa mai. Tại sao dương gia lại đột nhiên ân cần với quý gia như vậy? Hắn không cần phải hỏi thăm, lập tức nghĩ tới dương tĩnh uyên muốn đính hôn với quý anh anh. Hắn không thể ngăn cản, ngay cả khi giữ phiếu nợ của quý gia, quý diệu đình hai ngày trước đã mời dài cùng chu nhị lang tiếp khách, dơ lên tỷ lệ 10 phần vàng để chụp lại. Tổ phụ giữ thái độ bình thản, nói một câu. Cấp. Người ta đã sớm trả tiền, ngay cả bản gốc phiếu nợ. Vàng quý hơn tiền đồng, trước mặt dài cùng chu nhị lang, triệu gia có thể nói gì? Chỉ có thể đưa lại phiếu nợ. Tổ phụ nói rằng, còn nhiều thời gian. Ban đầu muốn dựa vào quyền thế của như phó đồ đốc để định tội cho nhà quý thi. Kết quả, thái thú phán rằng nhà quý thi vô tội và trả hết nợ. Hắn cưới nàng vì điều gì? Người chẳng phải hận Dương Tĩnh Uyên từ chối hôn sự, muốn dìm Dương ra xuống bùn sao? ta sẽ lấy nàng. Ngươi là kẻ điên. Ta không phải là kẻ điên, ta chỉ muốn cho ngươi biết. Nhiều ngũ nương, đợi khi phá hủy dương gia, triệu gia sẽ mạnh lên. Nếu ngươi có con, ta nhất định sẽ giết nó. Nô tỳ hiểu rõ, vết thương tuy sâu nhưng không nghiêm trọng, nhìn thì đáng sợ mà thôi. Triệu tu duyên, ngươi đã làm ta nhục nhã, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại tất cả cho ngươi. Nương tử ngài xứng đôi với khắp thiên hạ nam tử, cần gì phải vì một người như Dương Tam Lang mà đến triệu gia. Ta hận hắn, hận hắn, nhưng ta cũng thích hắn nhiều như vậy. Ngọc Duyên trần trừ một chút, rồi nắm tay nàng nói. Nương tử đừng đau lòng, ngài nghĩ thế nào để đối phó Dương gia, nô tỳ đều sẽ giúp ngài. Chương 114 Sau nhiều ngày mưa tuyết kéo dài, cuối cùng bầu trời cũng trở nên quang đãng hoán hoa phường lại khôi phục sức sống. Trên cây gậy trúc, vải vóc đã phơi nắng suốt nửa tháng. Màu tràm, đỏ thẫm và xanh lá mạ nhẹ nhàng nhảy múa trong gió, khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Triệu gia không gây phiền toái, sắc mặt của quý thị ngày càng tươi tắn, những đám mây mù kia đã dần tan biến, chớp mắt đã đến ngày thành thân của quý diệu đình. Giờ lành là giờ dậu, từ sáng sớm, quý gia đã bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc tối quý gia mời những người thường lui tới đan hộ phường nhuộm và hàng xóm gần kề. Đến giờ mùi, các vị khách bắt đầu tới cửa chúc mừng. Quý gia chỉ có quý diệu đình là đàn ông. Ở phòng trước, họ mời chu nhị lang đón tiếp khách khứa. Các nữ khách được mời vào hậu viện do quý thị tiếp đãi. Quý anh anh lo lắng mẫu thân mệt mỏi nên nhận trách nhiệm trong nhà. Nàng kiểm tra việc sắp xếp phòng tân hôn, rồi chạy vào bếp hỗ trợ chiếc lồng hấp cao vài thước đặt trên lò, ba ngọn lửa trong bếp cháy rực. Quý anh anh kiểm kê bát đũa, nóng đến mức đổ mồ hôi. Nương tử, lăng nhi vào bếp, gấp gáp nói. Triệu gia cho người quản sự đưa quà tặng đến, chu lang quân hỏi có nên ném đi không? Quý anh anh lâm vào khó xử, nàng thực sự muốn ném quà đi, nhưng liệu có làm ngày vui của anh trai trở nên xui xẻo? Nàng phân phó tương nhi tiếp tục kiểm kê rồi dẫn Lăng Nhi ra khỏi bếp. Phải để phu nhân quyết định. Việc này để mẫu thân xử lý, nàng có thể học cách xử lý từ mẫu thân. Quý thị không do dự nói. Hai nhà đã kết thù, trồn trúc gà không yên lòng. Ném trả lại, nói rõ là ý của ta. Quý gia nhỏ bé, không chịu nổi lễ vật của triệu gia. Triệu gia chắc chắn đang chờ quý gia ném trả quà để láng giềng thấy quý gia nhỏ mọn. Quý thị không quan tâm nàng không muốn cho triệu gia cơ hội giả vờ duy trì tình cảm đã vạch mặt rồi còn nói gì đến tình cảm được rồi ta sẽ bảo quý thúc làm ngay lời này hợp ý quý anh anh nàng còn tưởng mẫu thân sẽ nhẫn nhịn không làm quý thị gọi nàng lại đưa khăn cho nàng lau mồ hôi trên trán mau về rửa mặt nghỉ ngơi một chút giữa mùa đông mà đã đổ mồ hôi như thế ta không mệt mắt quý anh anh sáng lên vui vẻ chạy ra ngoài bếp đang bận rộn, ta đi giúp Điền ma. Nương chỉ cần tiếp khách nữ trong sảnh là đủ rồi. Nàng đến cổng trong, thấy người gác cổng vẫy tay với nàng. Nương tử, người dương gia đến, là tam lang quân dương gia. Hắn dặn lão nô giao cái này cho nương tử. Người gác cổng đưa ra một tờ giấy gấp. Dương tĩnh uyên trở về sao? Quý anh anh nóng lòng bật dậy, mở tờ giấy. Gần rừng cây ở cửa sau bờ sông. Giờ dậu đón tân nương bái đường bây giờ là cuối giờ mùi. Còn một canh giờ nữa, quý anh anh dặn Lăng Nhi trở về bếp hỗ trợ, rồi chạy nhanh ra cửa sau. Nàng nhìn từ xa, thấy bên cạnh rừng cây có một con ngựa trắng, tim đập nhanh. Dương tĩnh uyên thực sự trở lại, hắn hẹn mình là vì hôn sự, quý anh anh lấy lại bình tĩnh, chạy tới. Dương tĩnh uyên dựa vào một gốc cây hòe, nghe tiếng bước chân liền quay đầu. Nhà đang xử lý hỷ sự, Quý anh anh mặc bộ y phục vàng nhạt mới tinh, búi tóc kiểu bách hoa. Trên búi tóc cài châm phượng đính ngọc trai, rủ xuống chán. Nàng chạy vội, hai gò má ửng hồng, ánh sáng từ ngọc chiếu lên, mắt nàng như điểm nước sơn, sáng lấp lánh. Trong bộ cẩm y quý giá, nàng như biến thành người khác. Dương Tĩnh Uyên chợt nhớ lần đầu gặp nàng ở Trúc Lâm Tử, quý anh anh từng nói muốn kiếm rất nhiều tiền. Hắn nhếch miệng cười. Khi nàng tát hắn, từ chối hắn, sao không nghĩ đến việc cưới hắn có thể đổi lấy ngàn lượng hoàng kim dính lễ. Quý anh anh đứng trước mặt hắn, ngượng ngùng nhìn, nàng vội vàng nhận ra rằng Dương Tĩnh Uyên rất tuấn tú. Ánh mắt nàng dừng lại trên ngực hắn, áo màu xanh lam, đan xen những bông hoa nhỏ màu vàng. Ánh mặt trời chiếu vào, như điểm kim loại lấp lánh. An phận, hoa lệ, xa hoa, đây là phong cách đặc biệt của Dương gia. Nàng đang nghĩ gì vậy? Quý anh anh cúi đầu, tự trách mình. Nàng biết hắn đang nhìn mình chằm chằm, lấy hết can đảm nói. "Ngươi trở về khi nào?" "Nhận được thư nhà, ta liền trở về." "Ừ." Quý anh anh trả lời khô khan, không biết nói gì. Nàng không trấn tĩnh như mình tưởng, khi biết sắp gả cho hắn, cảm giác của nàng thay đổi. Dương Tĩnh Uyên hẹn mình ra ngoài chắc chắn để nói về hôn sự này, nhưng hắn không mở miệng nàng cũng ngại ngùng mở lời nàng có thể nói gì ngươi từng thích ta không biết rõ câu hỏi này rất ngớ ngẩn nhưng dương tĩnh uyên vẫn hỏi quý anh anh cảm thấy mặt mình đỏ lên cả hai đều nhớ lại đêm mưa đó đêm ấy hắn cưỡng hôn nàng khẩn khoản cầu xin ta biết mình đường đột ta thật lòng thích ngươi ta sẽ từ bỏ gia nghiệp để cưới ngươi ngươi có thể cho ta cơ hội không ngươi chờ ta được không trong lòng dương tĩnh nguyên mơ hồ đau đớn lúc này không phải đêm đó hắn thậm chí sợ nàng nói rằng thích mình khi đó hắn sẽ nghĩ rằng mình và ngàn lượng hoàng kim có cùng giá trị trong lòng nàng quý anh anh không kìm được dùng chân nghiền cỏ lúng túng nói không ghét tiếng nàng nhỏ như tiếng mũi ngượng ngùng đến nỗi cổ cũng cúi thấp không ghét sao nàng thật sự không ghét hắn sao đúng không ghét nhưng nàng không có một chút tình cảm nào như thể bị nàng tát một cái nữa, như thấy nàng phẫn nộ nhìn mình, gầm nhẹ. Ngươi dựa vào đâu mà muốn ta chờ ngươi? Ta có gấp gáp phải gả ngươi sao? Dương Tĩnh Uyên đưa tay nâng mặt nàng, thấy ánh mắt nàng rời rạc, hắn cười. Mặt nàng nóng bừng, nói dối lúc nào cũng dễ dàng là mặt đỏ. Nếu không phải vì ngàn lượng hoàng kim xính lễ, ngươi sẽ đồng ý gả cho ta. Hắn buông tay, lắc đầu, vừa nói với nàng vừa như tự nói với mình sẽ không quý anh anh trong lòng ngươi chỉ ái mộ một người triệu tu duyên ta hận hắn quý anh anh bật thốt lên không có yêu làm sao có hận ngươi hận vì đã nhìn lầm người yêu sai người còn đối với ta thì sao chu nhị lang có cậu làm quan ở châu phủ người đàn ông khác nếu có ngàn lượng hoàng kim xính lễ cũng có thể giúp nhà ngươi trả nợ gà ai mà không được không phải sao dương tĩnh uyên nhìn quý anh anh mặt từ đỏ truyền trắng cảm thấy thông khoái, nhưng rồi ghen tuông dâng lên, khiến hắn phải siết chặt tay mình. Khi thiêu hoa mà thất thần, thường bị kim đâm vào tay. Đột nhiên xuất hiện, không phòng bị, liền bị đâm đau. Nàng cuối cùng nhìn thẳng vào hắn, sau hơn một tháng, trên mặt hắn vẫn còn dấu vết phong trần. Đôi môi cố chấp nhách lên, như con gà trọi kiêu ngạo, chờ nàng đối đầu. Chương 115. Nàng có nói sai gì sao? chẳng lẽ nàng phải tùy tiện và hạ thấp mình nói với hắn rằng. Ta cảm thấy ngươi là người tốt, ngươi đối xử với ta chân thành, ngươi tuấn tú và giàu có, ta rất cảm động và có chút động lòng với ngươi. Chấm hỏi, quý anh anh nghẹn ngào không thể chịu nổi. Dương Tĩnh Uyên không nói sai, người khác có tiền có quyền thế, dù mẫu thân không đồng ý, nàng vẫn kiên quyết đáp ứng. Nàng cam tâm tình nguyện vì mẫu thân và anh trai mà gả cho người mình không thích nhưng dương tĩnh uyên thì khác khi nàng nghĩ đến hắn những kỷ niệm nhỏ nhặt lại ùa về mãnh liệt những ký ức về hắn nhiều đến mức khiến nàng ngạc nhiên lần đầu gặp gỡ nàng cầu duyên và rút được một quẻ xấu còn hắn tại trúc lâm tự rút được quẻ tốt nói rằng mọi mong đợi đều có thể thành hiện thực hai quẻ đó quá linh nghiệm khiến quý anh anh tin rằng trong tối tăm nàng và dương tĩnh uyên có duyên với nhau trước khi đến hẹn nàng không giải thích rõ ràng khiến Dương Tĩnh Uyên dừng lại và mỉa mai. Quý anh anh xấu hổ và chờ đợi, bị lời hắn đánh tan sự mong đợi. Nàng không còn mặt mũi nào đối diện hắn. Ta đồng ý hôn sự này vì ngàn lượng hoàng kim xính lễ, người khinh thường ta đúng không? Được, ta sẽ kiếm tiền trả lại ngươi. Xin ngươi bảo mẫu thân lui thiếp canh, nhà ta bận, cáo từ. Dương Tĩnh Uyên vài bước đã chặn trước mặt nàng. Quý anh anh đi sang bên cạnh, hắn liền truyền theo hướng đó. Nàng cố chấp không nói, hai người im lặng rằng co trong rừng cây. Dương Tĩnh Uyên cũng không biết tại sao mình lại phải ngăn nàng lại. Trong lòng hắn kìm nén cơn giận, mẹ cả nói, không đành lòng nhìn hắn bỏ qua người con gái ngưỡng mộ mình là vì tốt cho hắn. Hắn giận mẹ cả tự ý quyết định, dùng ngàn lượng hoàng kim để dụ quý gia trong lúc khó khăn đồng ý hôn sự. Nhưng không thể giận mẹ cả, hôn nhân là đại sự, lệnh của cha mẹ lời của mối mai mẹ cả thay hắn quyết định là điều hiển nhiên hắn đã nói rõ với quý anh anh rằng hắn sẽ không dựa vào tiền của gia đình để ép cưới nàng giờ chuyện này là thế nào hắn sợ bị quý anh anh cười nhạo và xem thường không lựa lời mà nói lung tung nhưng lại khiến nàng muốn từ hôn hắn không muốn từ hôn hắn thích nàng thích dáng vẻ đanh đá thích nụ cười khi nàng đùa dai còn nữa khi nhìn thấy nàng đối với triệu tu duyên, khiến hắn đau lòng. Ta đã nói là ngươi không hài lòng, ta sẽ kiếm tiền trả lại cho ngươi, nhà ngươi lui thiếp canh đi. Ngươi ngăn ta làm gì? Quý anh anh vốn tính tình nóng này, bị hắn ngăn không thể rời đi, thật sự nhịn không được mà lớn tiếng. Nhận lợi từ nhà ta, rồi lại muốn đá ta một cước. Còn muốn từ hôn, đừng mơ, trừ khi ta không cần ngươi, ngươi phải gả cho ta. Dương tĩnh uyên ngừng cao cầm, không để nàng thấy sự trột dạ của mình. Hắn cũng không thấy nước mắt tràn đầy trong mắt quý anh anh, trực rơi xuống. Từ khóe mắt, hắn thoáng thấy bóng dáng màu vàng nhạt lướt qua. Hắn lặng lẽ quay đầu, thấy nàng chạy ra khỏi rừng cây. Dương tĩnh uyên cúi đầu ủ rũ ôm lấy con ngựa trắng, thấp giọng nói. Nàng nói dối là yêu thích ta thì có ích gì, nhìn thấy ta cũng không thèm liếc mắt, rõ ràng là bị ta dùng tiền mua như nha đầu nàng chỉ vì ngàn lượng vàng mới chịu gả cho ta. Lạ thật, với tính cách của nàng, ta mỉa mai như vậy, nàng nên nhảy dựng lên chứ. Trở mặt muốn từ hôn, nàng thật sự không coi ta ra gì. Người đau lòng là ta có đúng không? Trong cơn tức giận, hắn không muốn vào quý gia uống rượu mừng nữa. Tam lang, Dương Tam lang. Tiếng gọi vang lên từ xa khiến Dương Tĩnh Uyên quay đầu nhìn lại. Tang thập tứ lang mặc áo bào đỏ, mặt mày rạng rỡ bước tới chỗ hắn. Chưa đợi hắn mở miệng, Dương Tĩnh Uyên đã trách móc. Ngươi cũng đến uống rượu mừng quý đại lang à, nhìn ngươi ăn mặc thế này, không biết còn tưởng ngươi là tân lang đấy. Tang thập tứ lang cười lớn giang tay ôm lấy hắn. Tam lang, ta còn lo ngươi đến Tết mới về, những ngày này không có ngươi, ca ca chán muốn chết. Ít cho thành thiếu ngươi, uống rượu cũng chẳng vui. Chao ôi chao ôi chao ôi, buồn nôn quá ta không phải là bò đâu. Dương Tĩnh Uyên bất ngờ không đề phòng, bị hắn ôm chặt. Hắn dùng lực đẩy tay tang thập tứ ra, ghét bỏ đẩy hắn ra. Ta đang muốn đánh ngươi đây, lúc ta đi đá dặn dò thế nào? Sao quý gia lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Vì vậy, ngươi phải mời ta uống một chén rượu cảm ơn mới đúng. Tang thập tứ lang nháy mắt với hắn. Dương Tĩnh Uyên chộp lấy cánh tay hắn, đột nhiên nhận ra. Chuyện của ta và quý nhị nương, ngươi đã làm gì trong đó? Tang thập tứ quen tay nắm vai hắn, Dương Dương tự đắc nói: "Ngày đó ta và cha từ Châu về phủ, nói vào điểm chính, đừng nóng vội, nghe ta nói hết đã." Tang thập tứ lang kể về việc nghe từ Tang trưởng sự rằng quý gia bị nghĩa xuyên Nam kiện lên công đường, làm sao linh hoạt mà nghĩ ra chủ ý, rồi thần bí hỏi Dương Tĩnh Uyên: "Đoán xem ta nghĩ ra chủ ý gì?" Dương Tĩnh Uyên đấm một cú vào bụng hắn, Tang Thập Tứ ôm bụng, chỉ hắn thở hồn hển. "Ơ, ờ, báo, thù." "Vì vậy, ngươi chạy đến Dương gia tìm mẹ cả ta, kể hết mọi chuyện về việc ta giao cho ngươi chăm sóc quý gia." Dương Tĩnh Uyên thấy hắn khom người gật đầu như gà mổ thóc, hận không thể treo hắn lên cây mà đánh một trận. Tang Thập Tứ thở phì phò, dậm chân mắng to. "Huynh đệ ta vì ngươi giúp không tiếc cả mạng sống, ngươi lại báo đáp ta thế này?" Dương Tĩnh Uyên khổ mà không nói ra được. Tang thập tứ không hiểu rằng mẹ cả và các anh trai nhìn chúng tài nghệ của quý anh anh. Nhân cơ hội mà khiến quý gia đồng ý hôn sự, mẹ cả vui mừng, huynh trưởng hài lòng, quý gia cũng giải quyết được khó khăn, nhưng giờ vấn đề là hắn cảm thấy không tự nhiên vì quý anh anh không thích mình. Sau đó lại khiến quý anh anh giận bỏ đi. Ồ, chuyện gì vậy? Ta vừa thấy quý nhị nương vào cửa sau phường nhuộm, có cái và không? tang thập tứ nhìn thấy vẻ mặt không đúng của Dương Tĩnh Nguyên, vết thương lành đã quên đau, lại gần hỏi. Dương Tĩnh Nguyên khó chịu, một ngạt nói. Ta bảo nàng là vì Dương Gia có tiền mới đồng ý hôn sự. Chật chật. Tàng thập tứ chật chật có tiếng, vòng quanh hắn. Không ngờ nha, Dương Tam Lang Quân lại tâm cao khí ngạo như vậy. Ngoài miệng nói sướng, trong lòng không thoải mái đúng không? Món tay của hắn đâm vào ngực Dương Tĩnh Nguyên, bị hắn nắm chặt lại. Tàng thập tứ kêu la. Đau ngươi còn định dụ dỗ quý nhị nương vui vẻ không? Dương Tĩnh Uyên buông tay, bĩu môi nói: Ta nói không sai, nàng trột dạ chạy, ta tại sao phải đi dụ dỗ nàng? Tang Thập Tứ thở dài, tính ta không nói gì, quay đầu lại quý nhị nương giận mà lui hôn sự, ngươi đừng khóc. Dương Tĩnh Uyên còn muốn mạnh miệng, Tang Thập Tứ lại nắm vai hắn. Nghe này, phía trước pháo nổ vang rồi, Tân Nương Tử đến rồi, đi thôi, Tam Lang chúng ta uống rượu mừng quý đại lang. Uống rượu xong, ca ca sẽ cho ngươi chú ý. Bảo đảm quý nhị nương hoan hỉ, không giận ngươi. Ừm ờ, Dương Tĩnh Nguyên bị tăng thập tứ kéo vào quý gia. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.